Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các em ở trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy cùng với chị bắt đầu buổi tối ngày hôm nay bằng những điều dịu dàng nhất nhé. Vì chị biết rằng các em ít nhất đã trải qua một ngày rất vất vả đúng không? Và bây giờ, không còn cần phải là thời gian để chúng mình ngồi đây để đau đầu với chị nữa. Chị rất mong muốn trong buổi ngày hôm nay có thể đem đến cho các bạn một tác phẩm rất quen thuộc cùng với các em đó là chuyện ngắn những ngôi sao xa xôi của tác giả lê minh khuê và nếu như các em đã lên xem được phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé được không nào các em có biết không ở trong những năm tháng mà những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê ra đời. Đó là những năm tháng mà người ta nói rằng sẽ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đó là thời điểm mà tất cả những trái tim của những người trẻ đang đi theo tiếng gọi của tổ quốc thân thương vì miền Nam ruột thịt. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với nhau quay ngược lại ký ức của thời gian để cùng đọc lại câu chuyện những ngôi sao xa xôi và chúng mình sẽ cùng nhau hiểu thêm về những năm tháng đạn bom đã đi qua kem nhé xin chào các bạn ở đây chị thấy có rất là nhiều bạn đã gửi lời chào đến chị rồi không có gì mệt nhọc đâu ngày hôm nay ngồi đây và cùng lắng nghe một câu chuyện thôi rồi xin chào thu huyền xin chào em xin chào sơn xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại <laughs> cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay có một tin vui là chúng mình không phải học nhá <laughs> giọng chị hôm nay hơi sợ ạ à? <laughs> ngày hôm nay chúng mình lắng nghe một câu chuyện thôi sau đó sẽ đi ngủ rất nhẹ nhàng nhiệm vụ rất là dễ chịu bởi vì chị biết rằng có rất là nhiều bạn ấy thì không đọc chuyện ngắn đâu bởi vì cảm thấy nó dài quá mà đôi khi mình không đủ kiên trì để mình ngồi mình đọc những cái câu chuyện đấy mà câu chuyện đấy lại là một cái câu chuyện mà phải nói thẳng thắn với các bạn luôn, đó là nhất định chúng ta phải học để chúng ta hiểu được cái tinh thần chung của tác phẩm thì chúng ta mới làm được nhá. Ok ông nào. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê các bạn nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? ôi hôm nay không có phân tích nhá Ngọc Ruby không có phân tích em ạ à. ngày hôm nay chúng mình chỉ lắng nghe câu chuyện này thôi còn không có phân tích phân tích chúng mình để buổi khác các bạn đã trải qua một ngày rất mệt mỏi rồi và chị nghĩ thời điểm này không phải là thời điểm để ngồi đây phân tích bài cùng với các bạn nữa Các em cũng cần phải thời gian ngơi nghỉ chứ có phải lúc nào chúng mình cũng học 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 đâu đúng không và điều quan trọng nhất là hãy để cho tâm hồn của mình được thư thái được thoải mái thì ngày mai một ngày mới thức dậy sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời đấy và chị muốn dành tặng câu chuyện này cho các bạn để một lát nữa các bạn có thể đi ngủ ngon hơn này và sẽ thắp thêm cái tình yêu môn văn nhá các bạn nhá ok không rồi những ngôi sao xa xôi chúng tôi có ba người ba cô gái Chúng tôi ở trong một hang dưới chân cao điểm Con đường qua trước hang kéo lên đồi Đi đến đâu đó, xa, đường bị đánh lở loét Màu đất đỏ trắng lẫn lộn Hai bên đường không có lá xanh Chỉ có những thân cây khô bị tước Những thân cây bị tước khô cháy Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc Những tảng đá to Một vài cái thùng xăng Hoặc thành ô tô méo mó han dỉ nằm trong đất việc của chúng tôi là ngồi đây khi có bom nổ thì chạy lên đo khối lượng đất lấp vào hố bom đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát trên mặt đường cái tên gợi sự khao khát làm nên những sự tích anh hùng do đó công việc cũng chẳng đơn giản chúng tôi bị bom vùi luôn có khi bò lên trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh cười thì hàm răng lóa lên, khuôn mặt nhem nhuốc. Lúc đó, chúng tôi gọi nhau là những con quỷ mắt đen. Đơn vị chăm chúng tôi ra trò, có gì lại bảo để cho bọn trinh sát, chúng nó ở trên đó vắng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, đơn vị thường ra đường vào lúc mặt trời lặn và làm việc khi suốt đêm. Còn chúng tôi thì chạy lên trên cao điểm cả ban ngày, mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi Thần chết là một tay không thích đùa Hắn ta lẩn trong ruột những quả bom Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi Tất nhiên tôi không vào viện quân y Việc nào cũng có cái thú của nó Có ở đâu như thế này không? Đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Thần kinh căng như chảo, tim đập bất chấp cả nhịp điệu chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa, nhưng nhất định sẽ nổ. Rồi khi xong việc quay lại nhìn cảnh đoạn đường một lần nữa, thở phào, chạy về xong việc. À, thở phào, chạy về hang, bên ngoài nắng 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 nóng 30 độ, chui vào hang là xà ngay đến một thế giới khác. Cái mát lạnh làm toàn thân rung lên đột ngột rồi ngửa cổ uống nước trong ca hay trong bi đông, nước suối pha đường. Xong thì nằm dài trên nền ẩm, lười biếng nheo mắt nghe ca nhạc từ cái đài bán dẫn nhỏ mà lúc nào cũng có pin đầy đủ. Có thể nghe, có thể nghĩ lung tung, hình như ta sắp mở chiến dịch lớn. Đêm nào xe cũng nườm nượp ngoài đường, ban đêm chúng tôi được ngủ, nhưng mấy đêm nay thì chịu đứa nào cũng leo tót lên trên trọng điểm, cầm sẻng xúc, nói vài câu buồn cười với một anh lái xe nào đó. Vui, chỉ khổ đứa phải trực điện thoại trong hang. Bây giờ là buổi trưa, im ắng lạ, tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát, thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát. Lời tôi bịa lộn xộn mà ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên Đôi khi bò ra mà cười một mình tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm. Một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo, cô có cái nhìn sao mà xa xăm. Xa đến đâu mặc kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương. Nó dài dài, màu nâu hay nheo lại như trói nắng. Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi hỏi thăm hoặc viết những lá thư dài gửi đường dây làm như ở cách nhau hàng nghìn cây số mặc dù có thể chào nhau hàng ngày tôi không săn sóc vồn vã khi bọn con gái xúm nhau lại đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy tôi thường đứng ra xa khoanh tay lại trước ngực và nhìn đi nơi khác môi mím chặt nhưng chẳng qua là tôi đang điệu thế thôi thực tình trong suy nghĩ của tôi những người đẹp nhất thông minh can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ thế nào chuẩn bị thôi chứ cái gì tôi giật mình từ nãy đến giờ tôi vẫn hát hát và nghĩ vớ phẩn nho cuộn tròn cây gối cất nhanh vào túi chị thao nhìn ra cửa hang quả thật máy bay trinh sát cuộc sống ở đây đã dạy cho chúng tôi thế nào là sự im lặng sự im lặng từ sáng đến giờ không bình thường Cái không bình thường đó đang đến Tiếng máy bay trinh sát rè rè Phản lực cầm gào lao theo sau Hai thứ tiếng đó trộn lẫn vào nhau Rót vào tai con người một cảm giác khó chịu và căng thẳng Sắp đấy Nho quay lưng lại chúng tôi Chụp cái mũ sắt lên đầu Chị thao móc bánh Bích quy trong túi Thong thả nhai Nhưng khi biết rằng cái sắp tới sẽ không êm à Thì chị tỏ ra bình tĩnh đến phát bực nhưng thấy máu, thấy vắt là chị lại nhắm mắt lại, mặt tái mét. Áo lót của chị cái nào cũng theo chỉ màu. Chị lại hay tỉa đôi lông mày của mình, tỉa nhỏ như cái tăm. Nhưng trong công việc, ai cũng gờm chị, cương quyết, táo bạo. Những cái xảy ra hàng ngày, máy máy bay xít, bom nổ, nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét. Đất dưới chân chúng tôi rung, mấy cái khăn mặt mắc ở đây cũng rung tất cả cứ như lên cơn sốt Khói lên và cửa hang bị che lấp Không thấy mây và bầu trời đâu nữa Chị Thao cầm cái thuốc trên tay tôi Nuốt nốt miếng bánh quy ngon lành Định ở nhà Lần này nó bỏ ít Hai đứa đi cũng đủ Rồi kéo tay áo nho Vác sẻng lên vai Và đi ra cửa Tôi không cãi chị Quyền hạn phân công là ở chị Thời gian bắt đầu căng lên Chí não tôi cũng không thua những gì đã qua những gì sắp tới không đáng kể nữa có gì lý thú đâu nếu các bạn của tôi không quay về điện thoại réo đại đội trưởng hỏi tình hình tôi như gắt vào máy trinh sát chưa về không hiểu vì sao mình lại gắt nữa lại một đợt bom khói vào hang tôi ho sặc sụa và tức ngực cao điểm bây giờ thật vắng chỉ có nho và chị thao và bom và tôi ngồi đây và cao xạ đặt bên kia quả đồi cao xạ đang bắn tiếng súng ở dưới đất lên và quả là có hiệu lực không gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gào thét chung quanh mà không nghe một tiếng trả lời nào từ dưới đất dù chỉ một tiếng súng trường thôi con người cũng thấy mênh mông bên mình một sự che chở đồng tình cảm giác nào đó cũng giống như thấy mình có một khả năng tự vệ rất vững vậy sốt ruột tôi chạy ra ngoài một tí không thấy gì ngoài khói bom. Tôi lo. Đột nhiên cao điểm bên cạnh vang lên tiếng dồn dập 12 ly 7. Hay quá, tiểu đoàn công binh đấy. Họ chi viện cho các anh cao xạ cho chúng tôi. Bỗng dưng, tôi muốn la toáng lên vì thích thú. Xung quanh cao điểm vắng vẻ này có bao nhiêu là người? Các anh cao xạ, thông tin và công binh đều rất yêu mến chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi bắn một phát súng báo hiệu yêu cầu giúp đỡ là họ sẽ chạy đến ngay nửa tiếng đồng hồ sau, chị Thao chui vào hang, bình thản, mệt lạ và cáu kỉnh. Chị không nhìn tôi, hơn nghìn khối, rồi ngồi xuống uống nước trong bi đông. Nước nhỏ từ cầm xuống áo, liên tiếp những giọt mưa. Tôi quay điện về đơn vị, đại đội trường bảo, thế à, cảm ơn các bạn. Đại đội trưởng rất hay dùng những từ tế nhị như cảm ơn, xin lỗi, chúc may mắn. Anh trẻ, người gầy, hay đau khớp, hay làm ca dao cho báo tường, nhà đâu như ở cuối phố lò đúc. Nho vừa tắm ở dưới suối lên, khúc suối đó cũng hay có bom nổ chậm. Cứ quần áo, cứ quần áo ướt, Nho ngồi đòi ăn kẹo. Tôi móc trong túi, may còn hai cái kẹo chanh dính đầy cát chảy nước. Bốn quả bom chậm, ít thôi. Nho chống tay về phía đằng lưng ngả hẳn người ra, cái cổ tròn và những chiếc cúc áo nhỏ nhắn tôi muốn bế nó lên tay trông nó nhẹ mát mẻ như một que kem trắng đại đội trưởng hỏi chúng tôi có cần người không tôi bảo không như mọi lần chúng tôi sẽ giải quyết hết hay lắm cảm ơn các bạn đại đội trưởng lại cảm ơn cả đơn vị đang làm đường cho một trung đoàn tên lửa qua rừng đi từ sáng không ngủ tôi cũng đi bây giờ các bạn cố gắng nhé thế là tối lại ra đường luôn thường xuyên tôi một quả bom trên đồi Nho, hai quả bom dưới lòng đường Chị Thao, một quả dưới chân cái hầm barrier cũ Vắng lặng đến phát sợ Cây còn lại sơ xác Đất nóng Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung Che đi những cái gì từ xa Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có Các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt Tôi đến gần quả bom Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ theo dõi mình tôi không sợ nữa tôi sẽ không đi khom các anh không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô một đầu vùi xuống đất đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng tôi dùng sẻng đào dưới đất quả bom đất rắn những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên thỉnh thoảng lưỡi sẻng chạm vào quả bom một tiếng động sắc tên gai người cứa vào da thịt tôi Tôi dùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí, vỏ quả bom nóng, một dấu hiệu chẳng lành, hoặc là nóng lên từ bên trong quả bom, hoặc là mặt trời nung nóng. Chị thao thổi còi, như thế đã là 20 phút trôi qua. Tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cây lỗ đã đào, châm ngòi, dây mìn dài, cong, mềm. Tôi khỏa đất lại rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình. Hồi còi thứ hai của chị Thao, tôi nép người vào bức tường đất nhìn đồng hồ không có gió Tim tôi cũng đập không rõ Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ Nó chạy, sinh động và nhẹ nhàng Để lên những con số vĩnh cửu Còn đằng kia, lửa đang chui bên trong cái dây mìn Chui vào ruột quả bom Quen rồi, một ngày chúng tôi phá bom đến 5 ngày Một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần Ngày nào ít 3 lần Tôi có nghĩ tới cái chết Nhưng một cái chết mờ nhạt không cụ thể còn cái chính, liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm, đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi, vào mồ, vào, và mồ hôi thấm vào môi tôi, mặn mặn, cắt lạo xạo trong miệng. Những quả bom nổ, một thứ tiếng kỳ quái đến váng óc Ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra được, mùi thuốc bom buồn nôn. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo, Đất rơi lộp bộp, tan đi âm thầm trong những bụi cây, mảnh bom xé không khí, lao và xít vô hình trên đầu. Tôi phủi áo căng mắt nhìn qua khói và chạy theo chị Thao, muốn xuống chờ, nho để đi về hang. Chị Thao phải qua chỗ tôi, chị cười, răng trắng vết sẹo bóng lên. Mảnh dù bay trên lưng, chị lao lên trước tôi, do cố tình giật mảnh dù trên lưng chị nhưng không giật nổi. Chị Thao vấp gã, tôi đỡ chị, nhưng chị vùng ra mắt mở to, mờ trắng đi như không còn sự sống. Sao vậy? Tôi không hiểu, chị kéo luôn tay tôi xà xuống mô đất. Vâng, một mô đất nhỏ hơi dài, phủ đầy thuốc bom màu xám. Nho, em bị thương ở chỗ nào? Bị ở đâu? Em? Chị nghẹn ngào không nước mắt. Tôi moi đất bế nho đặt lên đùi mình. Máu túa ra từ cánh tay nho, túa ra ngấm vào đất. Nó không giống cái que kem trắng của tôi khi nãy nữa. Da xanh đi, mắt nhắm nghiền, quần áo đầy bụi quả bom tung lên và nổ trên không hầm nó nấp bị sập thế đấy tôi rửa cho nho bằng nước đun sôi trên bếp than bông băng trắng vết thương không sâu cho lắm vào phần mềm nhưng vì bom nổ gần nho bị choáng tôi tiêm cho nho nho lim dim mắt dễ chịu có lẽ không đau lắm chị thao luẩn quẩn bên ngoài lúng túng như chẳng biết làm gì mà lại rất cần được làm việc chị ấy sợ máu gọi điện về đơn vị nhé chị thao lại gần khi nho đã nằm tinh tươm sạch sẽ trên chiếc giường kép bằng những thanh gỗ to không chết đâu đơn vị đang làm đường kia mà việc gì phải khiến cho nhiều người lo lắng ơ cái bà này sao bà cứ cuống quýt lên vậy thường thế người ngoài cảm thấy đau hơn người bị thương mà chị thao quay ra cửa hang lại uống nước trong bi đông nho gác một cánh tay lên mặt nó cũng biết bây giờ không nên uống nước tôi pha sữa cho nó trong cái ca sắt cho nhiều đường vào pha đặc Chị Thao bảo Uống sữa xong, nho ngủ Máy bay trinh sát vẫn nạo vết sự yên lặng của núi rừng Chị Thao dựa vào tường Hai tay quàng sau gáy không nhìn tôi Hát đi Phương Định Mày thích bài gì nhất hát đi Tôi thích rất nhiều bài Nhưng bài hành khúc bộ đội hay hát Trên những ngả đường mặt trận Tôi thích dân ca quan họ mềm mại dịu dàng Thích ca chiêu xa của Hồng quân Liên Xô Thích ngồi bó gối mơ màng Về đây khi mái tóc còn xanh xanh đó là dân ca ý chữ tình giàu có phải lấy giọng thật trầm thích nhiều nhưng tôi không muốn hát lúc này tôi đâm cáu với chị thao mặc dù tôi hiểu những tình cảm gì đang quay cuồng trong chị chị cứ đưa mắt nhìn nho lấy tay sửa cái cổ áo cái ve áo và tóc nó chị không khóc đó thôi chị không ưa cả nước mắt nước mắt đứa nào chảy trong khi cần cái cứng cỏi của nhau là bị xem như bằng chứng của một sự tự nhục mạ không ai nói với ai nhưng nhìn nhau chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó chị thao hát đây thăng long đây đông đô hà nội nhạc sai bét còn giọng thì chua chị không hát trôi chảy được bài nào nhưng chị lại có cả ba quyển sổ giày chép bài hát dỗi là ngồi chép bài hát thậm chí say mê cả những lời tôi tự bịa ra nữa có một đám mây kéo ngoài cửa hang một đám nữa rồi một đám nữa bay qua ngày càng nhanh Bầu trời mở rộng trước cửa hang đen đi Cơn rông đến Cát bay mù Gió cuột lên Cuột xuống những cành cây khô cháy Lá bay loạn xạ Đột ngột như biến đổi bất thường trong tim con người vậy Ở rừng mùa này thường thế Mưa nhưng mưa đá Lúc đầu tôi không biết nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang, có cái gì vô cùng sắc xé trong không khí xé ra từng mảnh vụn, gió, và tôi thấy đau, ướt ở má mưa đá cha mẹ ơi mưa đá tôi chạy vào bỏ trên bàn tay đang xòe của nho mấy viên đá nhỏ lại chạy ra vui thích cuống cuồng ở đây trên cao điểm đầy bom này cũng có mưa đá những niềm vui con trẻ của tôi lại nở tung ra say sưa tràn đầy chẳng có ai có thì giờ mà gắt tôi chị thao đang lúi húi đốt cái gì ở dưới đất chắc là đá còn nho thì nhổm dậy môi hé mở nào mày cho tao mấy viên nữa nhưng tạnh mất rồi tạnh rất nhanh như khi mưa đến sao chóng thế tôi bỗng thẫn thờ tiếc không nói nổi rõ ràng tôi không tiếc những viên đá mưa xong thì tạnh thôi mà tôi nhớ một cái gì đấy hình như là mẹ tôi cái cửa sổ hoặc những ngôi sao to trên bầu trời thành phố phải có thể những cái đó hoặc là cây hoặc là cái vòm tròn của nhà hát hoặc bà bán kem đẩy chiếc xe chở hàng, chiếc xe chở đầy thùng kem, trẻ con háo hức bâu xung quanh. Con đường nhựa ban đêm, sau cơn mưa mùa hạ rộng ra dài ra, lấp loáng ánh đèn trông như một con sông nước, trông như một con sông nước đen. Những ngọn những ngọn điện trên quảng trường lung linh như những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích nói về xứ sở thần tiên hoa trong công viên, những quả bóng sút vô tội vạ của bọn trẻ con trong một góc phố, tiếng dao của bà bán xôi có cái mùm đội ở trên đầu, chào ơi, có thể tất cả những cái đó, những cái đó ở thiệt xa, rồi bỗng chốc, sau một cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi. Các bạn ơi, các bạn vừa lắng nghe cùng với chị trích đoạn trong truyện Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê đã bao giờ các em ngồi và các em tự đọc cái tác phẩm này chưa? đã bao giờ các bạn ngồi và các bạn tự đọc cái tác phẩm này chưa? đã bao giờ các bạn ngồi và các bạn tự đọc tác phẩm này chưa? các bạn, các em đã bao giờ ngồi và tự đọc tác phẩm này chưa? nếu như mà vẫn còn lười chưa đọc thì uh, hãy dành thời gian để nghe lại phần video clip ngày hôm nay của chị nhá chị đã nói rồi buổi tối ngày hôm nay bây giờ cũng rất là muộn rồi chị không muốn khiến cho các bạn phải đau đầu mệt mỏi vì việc là lúc nào cũng phải ngồi đây để học 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 bản thân chị rất là muốn có những cái phút giây thư giãn cho các bạn như thế này để các em sẽ yêu thêm những cái tác phẩm văn học này được không ạ à? các bạn sẽ cảm thấy rằng đây là những cái tác phẩm mà chúng ta rất đáng để trân trọng các em có biết không? Trong những năm tháng ấy, đây là một cái câu chuyện nói về những cái cô gái thanh niên sung phong Và có một cái câu chuyện cực kỳ nổi tiếng nói về những cái con người thật Đó là những cô gái thanh niên sung phong ở ngã Ba Đồng Lộc Được không ạ? À? Mười người họ đã hy sinh Và trong cái ngày mà họ hy sinh ấy Thì có một cái câu chuyện kỳ lạ được kể lại rằng là Tất cả họ đều bị bom vùi lấp ở ngã Ba Đồng Lộc ngã ba đồng lộc lúc bấy giờ là một cái ngã ba là một cái giao lộ cực kỳ quan trọng bởi vì đa số những cái chuyến xe mà muốn vào được trong sài gòn muốn vào được trong miền nam thì đều phải đi qua cái ngã ba này thế nên biết rằng đây là cái ngã ba trọng điểm nên bọn giặc bọn đế quốc mỹ nó thả bom cực kỳ là nhiều và 10 cô gái thanh niên sung phong ở ngã ba đồng lộc đã làm cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ phá bom Làm cái nhiệm vụ là gì ạ? Để có thể thông cái con đường đó để xe chở vận tải Xe chở gì ạ? À, xe chở nhu yếu phẩm này Chở những cái gì ạ? Vật lực đúng không ạ? Đi vào trong đó để hỗ trợ cho chiến đấu Thế nhưng mà vào năm vào ngày 27 vào ngày 24 tháng 7 năm 2000 năm 1968 thì bom của Mỹ đã giết chết 10 cô gái thanh niên sung phong đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất. Và trong cái thời điểm đó thì mọi người ra sức tìm thi thể của 10 cô gái này. Nhưng mà tìm mãi, tìm mãi, tìm mãi không thấy. Được không ạ? À? Chỉ tìm thấy 9 người thôi. Còn lại một người tên là chị Cúc thì tìm mãi không thấy các em ạ. À. Lúc bấy giờ thì nhà thơ Yến Thanh có viết một cái bài thơ Được không ạ? À? Có viết một cái bài thơ Để giống như là một cái bài mà Gọi Cúc về Và bài thơ đó mang tựa đề là bài thơ Cúc ơi Nó như thế này Tiểu đội đã xếp một hàng ngang Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp Chín bạn đã quây quần đủ hết Nhỏ Xuân Hà hưởng hợi dạng Xuân Xanh A trường võ thị tần điểm danh chỉ thiếu mình em chín bò làm mười răng được. Bọn anh đã bới tìm vẹt quốc, đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần. Chỉ sợ em đau nên nhát quốc trùng. Cúc ơi em ở đâu? Đất nâu lạnh lắm, xa em xanh áo em thì mỏng. Cúc ơi em ở đâu? Về với bọn anh tắm nước sông ngàn phố ăn quýt đỏ sơn bằng, chăn trâu cắt cỏ, bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ gối còn theo giờ cơm chiều chưa ăn ở đâu hỡi cúp đồng đội tìm em đồng đội tìm em đũa găm cơm úp gọi em gào em khàn cả cổ rồi cúp ơi và sau khi cái bài thơ đó được vang lên ấy thì mọi người đã tìm thấy chị cúp được không ạ mọi người đã tìm thấy chị cúp và chúng ta thấy rằng là đó là một cái điều giống như là một cái điều kỳ diệu ấy cuối cùng đã tìm thấy cuối cùng đã tìm thấy chị cúc sau gì ạ sau gần 10 giờ đồng hồ tìm kiếm theo mô tả của nhà thơ yến thanh thì lúc được tìm thấy nữ tiểu đội phó, à, nữ tiểu đội phó hồ thị cúc ngồi trong chiếc hầm tròn chiều hôm trước do tay cúc đào đầu đội nón bẹp xí vai còn vác cái cuốc hai tay cúc bầm dập máu động lại đã khô có lẽ sau khi bom vùi lấp Cúc còn sống và đã cố gắng bươn quào đất Để có thể nhoi lên Nhưng mà khối đất đá đổ sổ Nên là đành bất lực hy sinh Có thể thấy rằng là có rất là nhiều con người đã sống Họ đã sống Và họ đã chiến đấu Trong cái thời kỳ gian khổ như vậy Chưa bao giờ tiếc Tính mạng của mình Bởi vì họ biết được rằng là Cái điều quan trọng nhất đối với bản thân của họ đó là gì ạ À Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc Vì lẽ đó Mà gì ạ? Họ đã như thế nào? Bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời Trung bắt đũa nghĩa là gia đình đấy Vọng mắc trông tranh đường xe chảy Lại đi lại đi trời xanh thêm Hình ảnh của những người lính trong đoàn gì ạ tiểu đội bài thơ về tiểu đội xe không kính cũng là một trong số những cái hình ảnh rất là đẹp về hình tượng người lính trong thơ ca kháng chiến chống mỹ và tác phẩm này cũng vậy những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê cũng như vậy. Được không nào? Ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp nhẹ nhàng này, chị muốn chia sẻ cùng với các bạn câu chuyện này và chị đã đọc nó xong cùng với các bạn. Đây là cái phần trích đoạn trích trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 và chị hy vọng rằng là học bất cứ tác phẩm nào thì các bạn cũng sẽ chủ động dành thời gian để đọc tác phẩm đó các em nhé còn sớm thôi chị sẽ quay trở lại cùng với các bạn ở trong những cái bài giảng trong những cái phần hướng dẫn chia sẻ các bạn để các bạn có thể học tốt môn văn hơn được không ạ hy vọng rằng là buổi tối ngày hôm nay các bạn cảm thấy mình sẽ yêu môn văn hơn được không và mình sẽ cố gắng học tốt môn văn hơn còn nếu như thực sự muốn trải nghiệm một cái khóa học online cùng với chị thì hãy nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên Trung học cơ sở để có thể được các anh chị tư vấn để sau Tết chúng mình sẽ chiến đấu cùng với nhau các bạn nhé. Được không nào? Các em ơi, gửi một lời tạm biệt đến các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé. Bye bye!